Tiền đi khám thì không có tiền đi, Vâng. nhưng mà đi thì ra ngoài đường thì không biết chữ cổng nào với cổng nào, Vâng. chả biết chữ. Vâng. Đi ngày xưa đi họ nó dốt, Vâng. bây giờ nó cứ ở thế này. Thứ nhất, thứ hai bệnh thì Vâng. cái bệnh thế này rồi, đáng nhẽ Vâng. người ta cũng phải giới thiệu đi khám chỗ này chỗ nọ đấy, nhưng mà tiền thì mình không biết đường đi. Vâng. Thuê xe thì mình không có tiền thuê xe, Vâng. đâm cứ ở thế đấy. Vâng. Cũng khổ chứ nhỉ. Ở đấy Vâng. phức tạp lắm, Vâng. đâm mà cứ ở thế đấy, Vâng. sống cái nào hay cái đấy thôi. Vâng. Cũng muốn sống như mọi người, nhưng mà Vâng. nó bệnh tật rồi thì không biết thế nào, Vâng. đâm cứ phải ở thế đấy. À, thưa với các cô chú, các anh chị cùng các bạn, sau khi thăm bà cụ Lún xong trong những cái phần quà rất là ý nghĩa của các mạnh thường quân gửi tặng cho bà, thì mình có bắt gặp một chú không được bình thường về cái cơ thể bên ngoài. Các cô chú, các anh chị và các bạn á, chắc là chú mắc một cái căn bệnh gì về da đấy, rất là thương tâm. Và đây là cái ngôi nhà đằng sau này, là ngôi nhà của chú, là gọi là chú Thái. Bây giờ Ngân mời toàn thể các cô chú, các anh chị và các bạn hãy đi vào bên trong cùng với Ngân để xem, tìm hiểu về cái căn bệnh của chú là như thế nào. Và hy vọng rằng khi mà Ngân đưa những cái hình ảnh này lên thì sẽ có những cái nơi, những cái tổ chức, hoặc là ai biết được những cái phương thuốc nào đấy thì điều trị cho chú được, thì có thể là giới thiệu giúp cho Ngân cũng như là gia đình nhé. Bây giờ xin mời các cô chú, các anh chị, các bạn cùng đi với Ngân ạ. Chú Thái ơi, cháu chào chú ạ. À, cháu chào chú. Vâng, Vâng, chú ở nhà ạ. vâng, chờ chú đứng ở đây. À vâng, chú ăn cơm cho chú. Vừa ăn xong. À, vừa ăn xong ạ. Vâng. Vâng. À, kính thưa với toàn thể các cô chú, các anh chị và các bạn, hiện tại thì Ngân đang có mặt trong nhà của chú Thái đây rồi. Thì cháu có thể vào nhà một tí được không ạ? Vâng, Vâng. cứ Dạ vâng ạ. nhà của chú như này đấy, Vâng, dạ. chưa nên nhà nên cửa gì đâu. Dạ vâng. Rồi cũng còn hoàn cảnh chú nhỉ. Vâng. Vâng ạ. Thì thưa với chú, cháu tên là Ngân. Vâng ạ, cháu ở bên cái kênh YouTube là Cuộc Sống Tây Bắc ấy ạ. Vâng. Thì cháu cũng được biết là chú đang mắc một cái căn bệnh mà đến nay cũng chưa biết là cái bệnh gì, thì cũng có nổi hết cái con ở khắp người lên. Thì cháu cũng có cái công chuyện là về đây thăm bà Lún ở trên đấy. Thì Vâng. vâng ạ, cũng biết được cái hoàn cảnh của gia đình mình như thế, thì cháu cũng xin phép là được ghé thăm cô chú với gia đình một chút, để có thể là tìm hiểu thực hư về cái hoàn cảnh gia đình cũng như là cái căn bệnh mà chú đang mắc phải, để xem là có những cái hướng hỗ trợ gì được không chú ạ. Vâng. Vâng, cũng cảm ơn ấy. Vâng ạ. Cháu lên nhà chú bây giờ thì đấy, chú làm được nhà chú cũng như thế này, Dạ vâng. còn làm được này thì không phải là một mình chú làm được. Vâng. Thì là ngày trước là vay tiền, nó bảo là cho làm dứa, Vâng. thì là cũng vay tiền để làm nhà, Vâng. xong bắt đầu là tiền ngân hàng nhà nước cũng hỗ trợ là mấy lần rồi, Dạ. gọi là được như thế này thì cũng là chưa nên thành cái nhà nốt. Dạ vâng. Đấy, chưa chưa chắt tường chú nhỉ? Vâng, Vâng. đấy, chưa chát được thế là còn thấp thấp thế này nốt Vâng. đấy. Chú ngồi đi chú ngồi đi. Vâng. Vâng. Dạ. Vâng ạ, thì cháu thấy cái bệnh của chú là thế, từ chân là chú nhỉ? Từ chân nó nổi Cả lên ạ. người luôn đấy. À, hết cả cơ thể luôn hả chú? Cơ thể luôn. Vâng. Chú có bao giờ đi đi khám gì chưa ạ? Đấy, đúng là chú thì đi khám thì nó cũng có bảo hiểm đấy, nhưng mà chú không có tiền, Vâng. không biết chữ, đi mà chỗ nào người ta khám Vâng. đầm chú cứ ở thế đấy. Vâng, gọi là cũng chịu đựng thế hả chú? Cứ chịu đựng thế đấy. Vâng. Chú bị cái này lâu chưa ạ chú ạ? Thời kỳ đấy là chú khoảng tầm khoảng 15 năm thì nó có, nhưng mà nó bé bé thôi, À thế ạ. Lúc đầu nó nhỏ nhỏ hả chú? nhỏ nhỏ. Vâng. Nhưng mà bây giờ chú đây bây giờ là sinh 67, là bây giờ phải 55 năm, 55 Năm, năm vâng, 5 năm tuổi rồi.
nhưng mà đây nó cứ thế này, nó càng hình như nó càng ngày nó càng cứ mần mần lên, Vâng, càng ngày càng nhiều càng to càng lên là nhiều càng chú. to đến. Ngày xưa chú không có bên này đâu, bên Vâng. này nó ít. Vâng. À lúc đầu là không có chú. Không, Vâng. lúc đầu là chú mỗi cái nốt này, Vâng. Có mỗi một nốt thôi ạ. nốt này nó mà nốt này nó còn bé thôi Vâng. Cái nốt to đấy. to mà ra đây chú. Đấy, À lúc đấy đầu như là thế này. Vâng. Ôi dồi. Nó nổi hết người lên rồi chú nhỉ. Đấy, Vâng. 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 Thế cái những cái lần mà chú đi khám đấy là chú đi khám ở bệnh viện gì hả chú? nói đúng là chưa đi, À chưa đi ạ. chưa đi được, Vâng. hay là nó không gọi là nó không phát, Vâng. tức là chú cũng không có tiền đi, mà đi Dạ. thì mình không biết là chỗ nào vào. Vâng. Cháu muốn Đúng. hỏi này để xem biết là bác sĩ có nói là bệnh gì chưa ấy mà. Tức là qua điện thoại nó bảo là bệnh thì biếu máu, gọi là qua điện thoại thôi, nó bảo bệnh Vâng. đấy như thế này nó chụp lên, nó bảo À biếu dạ. máu. Thì Vâng. chú cũng không ốm không đau gì, Dạ. không không đau Vâng. nhưng mà sức khỏe nó yếu Yếu thôi. đi ạ, vâng. Nhưng mà đấy tuổi mình thì đấy Không bẩm có. tầm tầm tuổi mình, Dạ. nhưng mà có người nó còn làm khỏe hơn mình. Đúng Nhưng rồi. mà này sức khỏe như chú đi làm đấy, hôm qua hôm kia đi đẩy xe rùa Vâng. nó gần rụng cả cái bụng về già rồi, À, thế ạ, mệt quá hả chú? mệt. Vâng. Chú ơi, thế những cái con mà nó nốt nó nổi lên này có ngứa không? Chú có cảm thấy ngứa thế nào không? Không ngứa À, không nhưng ngứa. mà càng ngày này thì nó càng mờn lên đấy, À, càng ngày nhưng càng mà nổi nhiều lên. phát phát thêm Vâng. là nêm thêm nốt. Vâng. Rồi, mẹ mẹ Dạ. một chút. Một chút. Tuổi sức khỏe của chú thì bây giờ nó Vâng. bây giờ còn 55 thôi, nhưng mà có người 60 70 như ông nhà bên kia Vâng. ông vẫn còn đi nương đếu. Vâng. Như chú thì bây giờ nó Ảnh sức khỏe hưởng này chú ạ, cái bệnh này yếu. nó ảnh hưởng. Vâng. Chú ơi, thế thì hiện tại chú có điều trị cái gì nữa không? Có hiện tại có uống thuốc hay cái gì không chú? Chú bây giờ thì uống thuốc thì có mỗi nó bảo là huyết cao. Vâng. À cái huyết áp cao kia nó là không liên quan đến cái bệnh Không, không vâng, cái điều trị không bên này đâu. vâng ạ. Tức là hiện tại bây giờ là chú không dùng thuốc, không dùng có cái phương án gì để chữa trị mà cứ để tự nhiên thế này chịu đựng đấy ạ. Vâng, vẫn phải chịu đựng thế này thôi. Vâng. Có Vâng, tức là mình cũng không có tiền để mà không có đi tiền. khám để biết cái gì để uống thuốc cái gì nữa. Thứ hai nữa là nói đúng là không biết chữ nốt. Vâng, à thế ạ. Chú cũng không biết chữ nữa. Vâng. Cháu thấy nó nổi cả trên đầu à chú? Chú thử quay lại chú xem. Toàn người lên Vâng. đây này. Vâng, nổi hết cả trên đầu nó. Vâng. Toàn người đây này. Vâng. Nói đúng lên này, bây giờ chú Ui vậy. dồi. Vâng. Thưa mấy các cô chú các anh chị. Ôi thương chú quá. Kính thưa mấy toàn thể các cô chú và các anh chị với các bạn thì đây, lưng của chú Thái là ở trong Kim Bắc Ba, xã Tú Sơn, huyện Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình. Đây thì thực sự là một hoàn cảnh rất là khổ. Bây giờ chú là bị nổi hết cả người như này nhưng mà không biết là cái bệnh gì đây các cô chú các chị và các bạn ạ. À, ngày hôm nay về thăm chú mình cảm giác rất là xót bởi vì là chú cũng không có tiền để điều trị. À, bây giờ không uống thuốc cái gì cả chỉ chịu đựng như thế này thôi. Vâng. Vâng ạ chú ạ, như thế thôi ạ. Cháu thấy được rồi, cảm ơn chú. Đây, cả những người nổi hết con như thế này. À, qua cái video này ngày hôm nay mình về thăm chú. Chú đầy đủ là tên là gì chú nhỉ? Tên Thái, Lương Văn Thái. Chào chú Lương Văn Thái. Thì rất là mong các cô chú các anh chị cùng các bạn khắp mọi nơi, nếu như ở đâu biết được những cái phương thuốc có thể là chữa trị được những cái căn bệnh như của chú Thái hiện nay thì rất là tha thiết mong cô chú các anh chị và các bạn hãy chia sẻ để có thể là giúp chú có thể là chữa trị được cái căn bệnh này. Bởi vì là bây giờ là chú đã chịu đựng 15 năm nay rồi mà cũng chưa đi một lần đi khám để biết nó là cái bệnh gì cả, chỉ có chịu đựng và chịu đựng thế này thôi cô chú các chị các bạn ạ. Về sức khỏe của chú thì ngày càng yếu đi dần, nhưng tiền thì lại không có để chữa trị và cũng không biết là cái bệnh gì luôn để mà mua thuốc luôn. Vâng ạ, thì cháu cũng rất là vô tình thôi chú ạ. Hôm nay thì chú cháu mình cháu về thăm chú bà lún ở trên này á, thì
chú cháu mình gặp nhau ở ngoài đường thì cháu vô tình cháu thấy được cái bệnh của chú như thế, thì cháu cũng về cái thăm gia đình để hỏi thăm thực tế là như thế nào. Và thực sự là khi mà chứng kiến những cái nốt mà nó nổi lên trên người của chú thì cháu cũng thật sự là cũng rất là xót. Vâng ạ, cũng mong muốn là qua những cái hình ảnh như thế này thì có thể là kết nối được những cái nơi nào mà có thể là chữa trị được cho chú, thì cháu sẽ liên lạc để có thể là giúp chú được cái gì đấy thì là tốt chú ạ. Vâng. Thì bên này bây giờ đến này chú thì đúng. Vâng. Đây cũng là đẻ được hai đứa. Vâng ạ. Một đứa thì cũng lấy chồng nhưng mà cũng là nó bệnh thì nó mà con gái hả chú? Con gái. À, cũng lấy chồng rồi cháu. Lấy chồng rồi em mà chồng nó, rồi. Nhưng mà nó 2 năm nay, 3 năm nay rồi nó chưa có con. Vâng. Chưa con, nhưng mà có ai trong hai em có ai ảnh hưởng như chú không ạ? Có à. Một thằng gọi là con trai. Con trai là cũng bị như chú. Cũng bị như chú, còn gần bây giờ nó 20 21 tuổi thôi. Vâng. Mà nó cũng nổi lên hết như này. Nổi hết như găng bằng chú luôn. À thế ạ. Nhưng mà em là con trai thôi. Em có đi chữa trị cái gì chưa hả chú? Chưa. Vâng, nó cũng gọi là nó cũng không đau. À. Thì nó cũng đi làm chờ tận Hưng Yên ấy. À vâng ạ. Ờ nếu mà thỉnh thoảng nó mới gọi nó về, nó bảo là người ta không cho về. Vâng. Bây giờ là đang Covid được không về được chú ạ? Không biết. Vâng. Không cho về được. Đâu vâng. Bây giờ nó đang ở Hưng Yên nên mà nó cũng có bệnh. Đúng là con mình đấy. Vâng ạ. À. Tiền đi khám thì không có tiền đi. Vâng. Nhưng mà đi thì ra ngoài đường thì không biết chữ cổng nào với cổng nào. Vâng. Chả biết chữ. Vâng. Đi ngày xưa thì họ nó dốt. Vâng. Nhưng bây giờ nó cứ ở thế này, thứ nhất thứ hai bệnh. Vâng. Thì cứ bệnh thế này rồi, đáng nhẽ người ta cũng phải giới thiệu đi khám chỗ này chỗ nọ đấy, nhưng mà tiền thì mình không biết đường đi. Vâng. Thuê xe thì mình không có tiền thuê xe. Vâng. Đâm cứ ở thế đấy. Vâng. Cũng khổ chứ nhỉ. Ở đấy phức tạp lắm. Vâng. Đâm cứ ở thế đấy. Vâng. Sống cái nào hay cái đấy thôi. Vâng. Cũng muốn sống như mọi người nhưng mà nó bệnh tật rồi thì không biết thế nào. Vâng. Đâm cứ phải ở thế đấy. Vâng ạ, tôi cố gắng chú ạ. Cháu hy vọng rằng là sẽ có cái may mắn để kết nối được một số nơi nào đấy để chữa trị cho chú khỏi được cái bệnh này. Và hy vọng là như thế chú ạ. Vâng. Và cũng nếu mà không khỏi thì cũng đỡ được thì cũng là cảm ơn. Vâng. Bệnh tật gia đình này bây giờ đấy. Vâng. Làm cái này thì nhà cũng chưa nên cái nhà nốt. Vâng, dạ. Thôi cố gắng chú ạ. Vâng. Chú ơi, thế thì cháu cũng xin phép chú nhá, để cháu cũng biết được cái tình hình bệnh tình của chú với cái điều kiện kinh tế gia đình mình như thế rồi. Vâng. Thì cháu hy vọng rằng trong cái cơ hội cái dịp này chú cháu mình có dịp gặp nhau thì cháu hy vọng rằng có thể là tìm được kết nối được các cái nơi có thể là có những cái bài thuốc để giúp chú chữa được cái căn bệnh mà chú đang mắc phải, mà cũng biết được nó là cái bệnh gì. Bây giờ thì cũng muộn rồi thì cháu xin phép là chào cô chú để cho cô chú nghỉ ngơi và hẹn gặp lại cô chú vào cái dịp gần nhất, khi mà cháu nếu mà có cái thông tin thì cháu sẽ liên lạc với chú Thái nhá. Vâng ạ. Đấy cũng có rồi xem có thế nào thì đấy. Dạ. Thì cũng mong chương trình. Dạ. Giúp đỡ bản thân. Dạ. Bệnh tật thế này. Thế là, vâng ạ. Không có tiền đi mà chữa. Vâng ạ. Cũng là mong chương trình xem. Dạ. Chữa giúp. Dạ vâng. Cũng cảm ơn đấy. Vâng ạ. Vâng. Rồi cháu xin phép chú nhá. Vâng. Vâng. Cháu đi lên đường làm nghĩa vụ nhá. Dạ vâng ạ. Cháu cho chú đây. Vâng. Dạ vâng. Vâng. Cháu chú. Vâng. Vâng. Dạ. Kính thưa toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Nếu như cô chú, anh chị và các bạn biết ở chỗ nào có những cái bài thuốc có thể là chữa trị được cái căn bệnh của chú Lường Văn Thái thì vui lòng và rất là tha thiết hãy để lại những cái lời chia sẻ, có thể là Ngân sẽ làm cái nhịp cầu nối để giúp chú vơi đi cái sự đau đớn cũng như là
cái căn bệnh hiện tại mà chú đang phải gánh chịu. Rất là mong nhận được cái sự chia sẻ của toàn thể các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Video ngày hôm nay Ngân cũng xin phép được kết thúc ở đây. Xin cảm ơn cái sự quan tâm, chú ý và đón xem của toàn thể cô chú, các anh chị và các bạn. Xin kính chào ạ.